Cha mẹ làm 7 điều sau khiến con cái còng lưng trả nghiệp. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, đời cha ăn mặn, đời con khát nước là câu nói xuất phát từ thời phong kiến. Cha mẹ làm quan nếu làm việc sai trái sẽ bị tru di cửu tộc, tam tộc. Nhưng con cháu của họ cũng sẽ bị xử tử, tiệt nòi, tiệt giống. Do đó người xưa muốn nhắc nhở mọi người không nên làm điều sai trái, để không liên lụy cho các đời sau. Thực tế thì lối sống và đạo đức của cha mẹ cũng dẫn đến hình thành nhân cách của con cái. Luật nhân quả thường không chừa một ai. Cha mẹ làm sai, con cái còng lưng gánh nghiệp. Sau đây là 7 việc làm sai trái của cha mẹ, làm cho con cái phải còng lưng gánh nghiệp. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thứ nhất, cha mẹ sống bất hiếu với ông bà và coi thường các bậc cha chú. Việt Nam ta thường có rất nhiều câu ca dao tục ngữ nhằm răn dạy cho con cháu phải sống làm sao cho phải đạo. Trong các thứ đạo thì đạo hiếu luôn đặt lên hàng đầu. Cha mẹ là tấm gương cho con cái. Cha mẹ luôn sống hiếu thảo, phải đạo cháu con, thì con cái cũng nhìn vào đó mà noi theo. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên của con, dạy con tập đi, tập ăn, tập nói. Cũng là người thầy dạy con về nhân cách con người. Cha mẹ sống tốt đẹp thì mới răn dạy được con những điều tốt đẹp được. Chẳng hạn như một người cha luôn thành kính và hiếu đạo với bố mẹ, sống biết trên biết dưới, kính trọng người lớn tuổi, thì con cái sẽ thấy đó làm gương mà học tập làm theo. Và khi chúng có ngỗ ngược thì những lời người cha đó nói vẫn có sức răn đe. Nếu ông ta đối xử tệ bạc với cha mẹ mình, nhưng miệng thuyết giáo với con rằng các con phải sống có hiếu với cha mẹ, thì người con đó làm sao nghe được? Chúng đã nhìn thấy việc sai trái của cha làm rồi. Giờ nghe những lời thuyết giảng đó thật sáo rỗng. Chúng sẽ cãi lại ngay phải không quý vị? Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện ở gia đình bà hàng xóm. Sống tam đại đồng đường. Con trai con dâu đối xử với bà như một người làm kẻ ở trong nhà. Tối cho ngủ ở một phòng nóng nực chật hẹp, không có điều hòa máy lạnh. Ngày thì bà không được ăn cùng với con cháu, mà phải ngồi riêng một góc để ăn hoặc ăn sau chúng. Họ thường nói rằng bà già rồi, không làm được gì nữa. Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, chứ được tích sự gì đâu. Những lời này nói trước mặt đứa con, đứa trẻ mới lên năm. Một hôm nó nói với cha mẹ nó rằng, sau này con cũng sẽ đối xử với cha mẹ như cha mẹ đối xử với bà. Câu nói này làm hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác. Họ không nghĩ đến sau này họ cũng sẽ bị con cái đối xử với mình như mình đối xử với mẹ già. Sau hôm đó, họ đã phải thay đổi cách xử sự, ân cần niềm nở với mẹ, sống có hiếu hơn. Quý vị ạ, nếu muốn con cái có hiếu với mình, thì cách tốt nhất là bản thân mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình trước. Phụng dưỡng cha mẹ già chu đáo, thì mới gieo mầm hiếu thảo được với các con cháu. Thứ hai, cha mẹ nói dối khẩu nghiệp. Ông cha ta có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong cuộc sống hàng ngày cần phải nói năng lễ độ, lựa lời mà nói. Không dùng những từ ngữ đay nghiến xúc phạm làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất kỳ điều gì, cũng phải xem xét cân nhắc kỹ lưỡng. Biết nói lời hay ý đẹp là việc mà cha mẹ cần làm để tích đức cho con cháu. Có những người cả đời chẳng bao giờ làm việc thiếu đạo đức. Thế nhưng những lời nói không đúng mực, khó nghe, thiếu đạo đức cũng là tạo ác nghiệp, không những khiến cho bản thân phải chịu nghiệp quả, mà con cháu cũng phải gánh đủ. Khẩu nghiệp cũng là một trong những nghiệp nặng, vì nó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến đổ vỡ đau khổ phiền não cho mình và người khác, khiến cả hai phải day dứt cả đời. Đức Phật dạy rằng, người ta sinh ra ở đời họa từ trong miệng mà ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này mà thôi. Còn như lời nói dối nói ác sẽ đốt cháy trong vô số kiếp.
lửa chỉ đốt cháy nhà cửa của cải thế gian, còn lời nói ác độc cháy bảy thứ của cải của thánh nhân. Miệng lưỡi thực sự là búa sắt tự bổ vào mình, là cái họa để tự diệt mình. Nói dối có thể gây cho người khác sự sợ hãi, buồn phiền, đau khổ, mất niềm tin. Nếu trong gia đình không ai tin ai, thì mọi công việc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Ngoài ra nếu cha mẹ hay nóng giận, chỉ trích con cái, thì chẳng khác nào đang xua con quay lại vỏ ốc trở nên tự ti. Thậm chí có trường hợp nhiều con trẻ ghi thù xa cách, từ đó không mở lòng, lớn lên không kính trọng đấng sinh thành cha mẹ. Cũng không nên có những lời lẽ oán hận, phàn nàn, mang tư duy tiêu cực. Thực ra trong cuộc sống này, ai cũng phải trải qua những điều phiền muộn khó khăn trong cuộc sống. Những lúc như thế, chúng ta thường muốn chút bầu tâm sự. Nhưng hãy nhớ, nếu như bạn coi việc phàn nàn oán hận như một thói quen, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn mọi lúc mọi nơi, và chính bạn là người tổn thương lâu dài. Những người luôn phàn nàn thì cuộc sống sớm muộn cũng đánh mất đi động lực trong công việc. Điều này đối với bản thân và những người xung quanh có hại, chứ không có lợi gì. Khi có mâu thuẫn, đừng quá kiên quyết phủ nhận ý kiến của người khác là sai, hoặc cứ khăng khăng ý kiến của mình là đúng. Tuyệt đối hãy biết quản lý cái miệng, đừng nói những chuyện quá cứng nhắc, đừng nói những lời lẽ tiêu cực trong cuộc sống. Ai cũng có lúc gặp chuyện không như ý, hoặc có người khiến mình tổn thương. Nhưng nếu bạn cứ mãi ôm giữ ngọn lửa oán hận trong lòng và muốn ném nó cho người đã làm hại mình, thì trước khi ngọn lửa ấy chuyển sang người đó, nó đã tự thiêu đốt chính bàn tay của bạn. Thứ ba, cha mẹ sát sinh. Rất nhiều bằng chứng sống trong xã hội, người tạo nghiệp sát nhưng chưa thấy họ chịu ác báo là do phước báo của họ chưa hết, với lại duyên chưa đủ để ác báo thành thục. Lúc này có hai loại hình và nguyên nhân để con cháu phải bị liên lụy tai ương. Sau khi tạo nghiệp sát sinh, nhân là chúng ta thấy những gia đình có cha mẹ hành nghề sát sinh, thì cuộc sống gia đình và của con cháu về sau thường hay gặp sóng gió và gặp rất nhiều điều bất như ý. Con cháu sinh ra có đứa tàn tật dị hình, bệnh hoạn chết yểu. Đây chính là quả báo của việc sát sinh. Một người có thói quen sát sinh và tư tưởng sát sinh sâu sắc khiến họ mất đi lòng từ bi, một tấm lòng biết yêu thương cảm thông. Họ thường nóng giận, khó chịu, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhất là những kẻ đồ tể, thường tiếp xúc với những vật giết hại ghê gớm. Nghe tiếng kêu cứu của loài vật hàng ngày làm chai sạn cảm xúc, thấy máu me không còn sợ hãi. Họ bị áp lực bởi tiếng ồn ào nóng bức của lò mổ, khiến cho sự sân hận ngày càng gia tăng. Sân hận chính là mặt trái của lòng từ bi. Không có lòng từ bi, con người sẽ không thể thoát khỏi được sự luân hồi. Sân hận là một trong ba con rắn độc mà Đức Phật đã từng dạy là nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cho dù bạn có là ai, có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, có tin luật nhân quả hay không, thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặp quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặp quả ác, không sớm thì muộn. Thế mới biết là tội sát sinh nhiều lắm, nhiều đến vô cùng vô tận, không thể đếm nổi. Nó sinh ra từng ngày từng giờ, cùng khắp ở thế gian này. Do đó chúng ta cần tỉnh thức mà kịp thời sám hối, phát nguyện phóng sinh, để đền trả tốc trái tiền khiên từ đời này và từ muôn đời trước. Phàm là con người, ai cũng phải vì cơm ăn áo mặc, hoặc phải đi săn bắt, hoặc phải xuống nước bắt cá mò tôm, hoặc phải giết trâu bò lợn chó, cũng chỉ vì cái sinh nhai. Nhưng xét lại những người không làm các nghề này cũng vẫn có cơm ăn áo mặc, đâu phải vì thế mà chết đói chết rét. Làm nghề sát sinh ăn sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy việc giết hại mà được giàu có, thì trăm người chẳng lấy có một. Ngược lại còn phải chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn. Thế cho nên trong những gia đình, cha mẹ cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách sinh nhai hiền lành, chẳng phải tốt hơn sao? Gìn giữ giới không sát sinh, thì cả hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có được an lạc, hạnh phúc.
Nếu biết sống đúng với chính mạng, không làm những việc sát sinh hại vật, thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ của mình và con cháu trong tương lai. Thứ tư, cha mẹ tà dâm sống không chung thủy. Gia đình nào có người chồng hoặc người vợ có tâm địa hiểm độc hai lòng, không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi vợ chồng mình, quan hệ bất chính với đàn ông phụ nữ khác, khinh bỉ vợ chồng và tính tình hiếu sát. Người như vậy Đức Phật gọi là loại vợ chồng sát nhân, khiến gia đình mất luân thường đạo lý. Ngoài ra việc cha mẹ tà dâm thì con cái chắc chắn sẽ ảnh hưởng tính nết của cha mẹ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hôn nhân của gia đình mình và thế hệ con cháu mai sau. Trong xã hội vấn đề tà dâm rất phổ biến, nhà nghỉ mọc lên san sát. Quan niệm tình dục được nhiều người, trong đó có cả phụ nữ, cho là nằm ngoài phạm trù đạo đức. Nhưng có một điều mọi người ít để tâm là tà dâm đem lại cho con người đau khổ gấp bội những thú vui của những giây phút hoan lạc phù phiếm. Không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và cho gia đình người. Không tà dâm còn tránh được oán thù và quả báo xấu, vì không có sự oán thù nào mãnh liệt cho bằng sự oán thù do lừa dối hay phụ tình gây ra. Nếu mọi người đều không tà dâm thì gia đình được đầm ấm, xã hội có luân thường đạo lý, không có sự thù hằn chết chóc, hiếp dâm hay loạn luân. Gia đình có cha mẹ tà dâm thì con cháu phải chịu tiếng xấu muôn đời. Thứ năm, cha mẹ trộm cắp, lừa gạt hại người. Trộm cắp là hành vi sai trái. Người trộm cắp sẽ phải chịu quả báo, đó là nghèo đói suốt đời suốt kiếp. Con cháu sau này cũng sẽ bị người khác trộm cắp hoặc chiếm đoạt tài sản. Người trộm cắp lừa gạt, cho dù có thoát khỏi vòng lao lý, nhưng lương tâm thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sống chui lủi phiền muộn. Nhân quả nghiệp báo xưa nay chưa hề có trường hợp ngoại lệ. Nếu không phải kiếp này thì chắc chắn những kiếp sau sẽ phải trả nghiệp. Thứ sáu, cha mẹ rượu chè cờ bạc sống buông thả. Rượu chè cờ bạc chất kích thích sẽ hao tốn tiền bạc, thêm bệnh tật, trí tuệ mê loạn, tuổi thọ giảm, con cái yếu ớt. Cha mẹ nghiện rượu chè cờ bạc, ăn chơi sa đọa, sống buông thả, không tu trí, không lo gây dựng kinh tế, con cái hư hỏng, không ai chăm sóc, chính là đang tạo nghiệp mỗi ngày. Nghiện ngập, những tệ nạn sẽ gây ra không ít hệ lụy cho cá nhân, gia đình và xã hội. Nghiệp này không những khiến mệnh chết yểu, mà còn khiến cho con cháu lụi bại dần, khó mà phát triển được. Thứ bảy, cha mẹ ích kỷ keo kiệt, chỉ biết sống cho riêng mình. Những người sống keo kiệt chỉ biết đến bản thân mình, nhất định không phải là người có phúc có phần. Người sống không có tấm lòng nhân ái thì nhân duyên sẽ rời xa họ, cuộc sống sẽ bi đát, gặp nhiều xui xẻo, không ai giúp đỡ. Khi gặp người bị nạn cần đến sự giúp đỡ của mình thì nên đến giúp, chứ đừng quay lưng bỏ đi. Vô cảm ắt không phải là người có phúc. Phần cha mẹ muốn đời này và đời sau được hưởng những điều tốt đẹp thì phải chăm làm điều thiện, phải phát nguyện tấm lòng từ bi hỷ xả. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, vì vậy chúng ta cần phải biết tận dụng thời gian này để làm những việc thiện, mở rộng lòng thương, chia sẻ của cải vật chất với những người khốn khó. Làm được những điều này, nửa đời sau của bạn sẽ sống trong bình an hạnh phúc của người thân. Đồng thời con cháu cũng sẽ ngày càng phát triển giàu có, sung sướng, đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ. Trên đây là 7 việc mà cha mẹ làm sẽ khiến con cái phải gánh nghiệp còng lưng. Về già con cái không muốn báo hiếu sống cô quạnh một mình. Về già con cái không muốn báo hiếu sống cô quạnh một mình, đó là sống bất hiếu với ông bà cha mẹ, coi thường các bậc tiền bối. Cha mẹ sát sinh, cha mẹ nói dối khẩu nghiệp, cha mẹ tà dâm sống không chung thủy, cha mẹ trộm cắp lừa gạt hại người, cha mẹ rượu chè cờ bạc sống buông thả, cha mẹ ích kỷ keo kiệt chỉ biết sống cho riêng mình. Đây là 7 việc mà cha mẹ tuyệt đối không nên làm, cần tránh để không làm tổn hại đến phúc báo của mình và con cháu. Hãy phát tâm tích đức tu thiện, hòng có được hoàn thiện tốt đẹp ngay trong hiện đời và tương lai. Nỗi buồn của cha mẹ khi tuổi già.
Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều lúc chúng ta tự hỏi liệu bao nhiêu tuổi là già? Lấy gì làm tiêu chuẩn để đo cái già của mình bây giờ? Thời gian chỉ là một con số đo ước lệ. Con người dù không muốn già cũng phải gánh lấy tuổi già theo năm tháng của cuộc đời. Tuổi già có những đặc điểm mà những lứa tuổi khác không có được. Đó vừa là niềm hạnh phúc an nhiên, nhưng cũng là niềm khắc khoải âu lo. Tuổi già vừa là ân huệ, đồng thời cũng là một thử thách đáng sợ. Và thứ đáng sợ nhất chính là phải thận trọng với con cái của mình. Còn gì đáng buồn hơn khi dành cả đời vất vả nuôi con, để rồi lại phải dè dặt trước những đứa con của mình dứt ruột đẻ ra. Chính điều này đã biến cha mẹ thành một con nhím thận trọng. Bốn cái khổ của kiếp làm người đó là sinh lão bệnh tử. Cái khổ của người già lại càng trở nên bi đát hơn khi nó dần đi đến chữ bệnh và chữ tử. Khi tuổi già đến là lúc cơ thể lão hóa, các bệnh tật ồ ạt kéo tới, cả cơ thể và tinh thần đều thay đổi. Da nhăn tóc bạc, đi đứng xéo xiên, nói năng chậm chạp, ăn uống đổ tháo, thậm chí bệnh tật dẫn đến ỉa chảy, đái dầm mà cũng không hề hay biết. Chính giai đoạn này ngũ quan và tinh thần suy yếu trầm trọng, mắt mờ, tai lãng, sức yếu, cùng với xuất hiện những tâm lý cô đơn bi quan nóng nảy, đa nghi giận hờn vu vơ. Những khủng hoảng tâm lý ngày càng tăng lên theo tuổi tác. Người về già cũng như một em bé, thân thể yếu đi, phản ứng chậm chạp. Người già cần một thời gian lâu để ghi nhớ những sự kiện, suy nghĩ và thời gian trả lời lâu hơn. Đặc biệt có người càng về già, trí nhớ suy giảm rất hay quên, thiếu sự chú ý, không nhớ để đồ dùng ở đâu, xương cốt thoái hóa hay đau nhức xương, đi đứng chậm chạp và dễ té ngã. Nhiều trường hợp cha mẹ già lớn tuổi ở chung với con cháu, nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Do hoàn cảnh kinh tế con cháu phải đi làm, thường xuyên vắng nhà, còn cha mẹ thì chỉ biết lủi thủi ở trong nhà, nên cảm thấy như bị bỏ rơi, bị giam lỏng. Những lúc gia đình đoàn tụ như trong bữa cơm tối chẳng hạn, thì người trẻ say mê nói chuyện làm ăn buôn bán, trong khi người già cảm thấy lạc lõng, dường như họ thuộc về một thế giới khác khó hòa nhập được. Họ sống khép kín và thu mình, từ đó phát sinh tâm trạng buồn tủi. Có người già vì hoàn cảnh phải sống lủi thủi cô đơn một mình, không người thân hay con cháu bên cạnh. Nhiều người lớn tuổi mặc dù con cái đầy đàn, nhưng họ chấp nhận một cuộc sống lặng lẽ âm thầm bên mảnh ruộng vườn cây ở quê nhà. Vì họ hiểu rằng, nhà của cha mẹ thì con cái ở cả đời, nhưng nhà của con cái thì cha mẹ rất khó mà được lâu dài. Nhiều bậc cha mẹ bán hết nhà cửa ruộng vườn, đưa tiền cho con và theo con về sống ở thành phố, rồi hục hặc đủ chuyện xảy ra, cái cảnh giờ khóc giờ cười. Sống cũng không được, mà về quê cũng không xong. Nhà cửa đâu mà về, tiền đâu mà sống. Cứ đau đáu một nỗi lòng mà ngậm tăm cái miệng, không dám thốt nên lời. Cứ nghĩ đến cái cảnh đó thì buồn não ruột. Khi cha mẹ về hưu, những tưởng sẽ được hưởng những tháng ngày an nhàn của tuổi già, nhưng ai ngờ lại phải tiếp tục làm kiếp ô xin. Nào là chăm sóc cho cháu khi chúng nó đi làm, giữ nhà cho chúng nó đi du lịch, nào là đi chợ nấu ăn và làm hết tất cả mọi việc trong nhà, cực hơn cả người làm. Vậy mà việc gì không hài lòng chúng nó lại mặt lớn mặt nhỏ, giận hờn trách móc cha mẹ đủ thứ. Có món gì ngon chúng mua về xúm xít nhau ăn, chỉ hỏi mẹ qua loa cho có chứ không thật lòng mời gọi. Có câu, mưa trên trời mưa xuống, đâu có mưa dưới đất mưa lên. Vậy là cứ chịu đựng, hy sinh tha thứ hết. Nhiều người cha người mẹ đơn thân sống một mình, hy sinh vì con, nuôi con ăn học khôn lớn, nhưng rồi không biết có được hưởng hoa thơm trái ngọt, hay là phải ngậm đắng nuốt cay, sống cô độc khi tuổi già kéo đến. Con cái càng lớn lên thì thời gian gần gũi với cha mẹ lại càng ít đi.
Đôi lúc họ không hiểu được chính cha mẹ của mình là như thế nào. Người già thường nặng tâm lý, lo lắng nhiều thứ. Khi còn trẻ, người ta vô tư trước mỗi biến chuyển, mọi thay đổi, mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi về già xem ra cái gì cũng sợ, lo lắng, lo chuyện mưa nắng, chuyện giông bão lũ lụt, lo chuyện công ăn áo mặc, chuyện ốm đau bệnh tật, chuyện của con cháu. Và cũng chính những điều lo lắng thái quá này khiến con cái bực bội mà dần xa lánh cha mẹ của mình. Bên cạnh tâm trạng lo lắng linh tinh, người già còn dễ bị rơi vào tình trạng lo sợ vu vơ nữa. Lo sợ nhiều nhất vẫn là lo cho sức khỏe của mình, sợ làm gánh nặng cho con. Vì cảm thấy gần đất xa trời rồi, thường xuyên bị ám ảnh bởi cái chết, người già thường xuyên sống trong sự bất an, nghĩ rằng khi mình bệnh nằm xuống sẽ ra sao. Con cái có lo cho mình không? Hay chúng sẽ đùn đầy trách nhiệm lẫn nhau? Đó là chuyện thực tế chắc chắn sẽ xảy ra trong những gia đình có nhiều con. Thật ra nếu nhìn tuổi già trong hoàn cảnh cuộc đời, thì ta sẽ thấy rằng chính giai đoạn tuổi cao niên, con người mới thực sự là chính họ. Họ hiểu chính bản thân họ với thân phận làm người trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi, hiểu giá trị cuộc đời hơn, hiểu hạnh phúc là gì và đến từ đâu. Họ biết trân trọng những biến cố, vui buồn trong cuộc sống. Một khi nằm trên giường bệnh rồi, thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Đứa nào có hiếu, đứa nào vô tâm, đứa nào nhẫn tâm thì biết hết. Vô phước hơn nếu cha mẹ có tài sản, chúng còn giành giật chia phần, dẫn đến cảnh nồi ra sáo thịt. Bạc phước hơn, nếu cha mẹ nghèo khổ, thì chúng oán trách, căm giận hoặc bỏ mặc không chăm sóc. Trong đám con cái hy vọng một hai đứa có hiếu là cha mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Thuyết nhân quả của nhà Phật đã nói, con sinh ra có nhiều loại con bất hiếu, con báo oán báo thù, con đòi nợ, con có hiếu, còn báo hiếu báo ân, con trả nợ. Sống đến cuối cuộc đời mới biết được con cái của mình là thuộc loại nào, thật là đau khổ. Thuở ấu thơ trong mắt trẻ, mẹ cha là tất cả, cha mẹ là hai ngọn núi che chở mang lại bình yên cho con cái. Nhưng có một ngày những ngọn núi ấy sẽ không còn sừng sững nữa. Đó là khi cha mẹ về già, họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Đó cũng là vì con cái đã lớn, đã thay đổi, đã trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, tự cho mình là tài giỏi và dần xem thường cha mẹ. Nếu chúng càng giàu có, thì có thể chúng sẽ càng nhẫn tâm và độc ác hơn. Chính những điều này đã biến cha mẹ trở thành một con nhím thận trọng dè dặt, thu mình trước những đứa con của mình. Đây cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều gia đình trong xã hội hiện nay. Cha mẹ làm nũng vất vả để nuôi con khôn lớn, để rồi lại bị chúng trách móc là bất tài, bới móc những lỗi lầm ngày xưa và nói lén sau lưng cha mẹ của mình. Chúng không hiểu và không biết thời gian và không gian, hoàn cảnh trước đây của cha mẹ mà có lòng cảm thông. Trên thế giới số lượng cha mẹ giàu có là không nhiều. Hầu hết họ đều là những người làm công ăn lương bình thường, làm lụng quần quật cả ngày vì muốn cho con cái đủ ăn đủ mặc. Nhiều đứa con đã không hiểu được rằng, cuộc sống mà chúng nghĩ là tầm thường đó, đã nuôi sống chúng lớn khôn mỗi ngày. Khi chúng ta trưởng thành và thành đạt, không phải là vấn đề tuổi tác, mà là khi chúng ta biết cảm thông cho sự không hoàn hảo của cha mẹ. Thật ra cha mẹ cũng chỉ là những người bình thường. Có thể họ sẽ không giúp được gì nhiều cho chúng ta sau này về mặt tài chính. Có thể họ sẽ không theo kịp sự phát triển của thời đại, để rồi hai bên bất đồng quan điểm do khoảng cách thế hệ quá lớn. Thế nhưng chỉ vì thế mà chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ cha mẹ của mình, thì cả đời này chúng ta cũng chẳng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Bất kể là lên 3 hay lên 5, hay 40 tuổi, 60 tuổi, bạn luôn cảm thấy cái chết ở rất xa khi cha mẹ còn ở kế bên. Tuy nhiên khi đấng sinh thành trở về với cát bụi, những cảm xúc này sẽ hoàn toàn thay đổi. Người con sẽ cảm thấy mình bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, thấu hiểu rõ nỗi đau mất mát bởi sự mong manh của cuộc sống. Họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn và yếu đuối hơn khi thiếu đi chỗ dựa quan trọng. Đó là lúc con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình.
để tránh làm cha mẹ tổn thương, thì xin con đừng đổ lỗi cho sự bất tài hay sự nghèo khó của cha mẹ. Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại những điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng họ đã trao cho bạn một cuộc sống. Việc bạn đạt được những điều bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Đừng vô tâm vì những lời cằn nhằn trách móc phiền hà của cha mẹ. Lời phàn nàn đó có thể khiến bạn bực dọc giận dỗi, nhưng họ làm vậy cũng thật lòng là vì yêu thương và mong muốn cho bạn có những điều tốt đẹp hơn. Đừng cau có bực dọc về sự chậm chạp của cha mẹ khi tuổi già. Khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi từng bước một. Khi cha mẹ đã về già, phải dựa vào con cái để di chuyển. Mỗi khi họ chậm chạp lề mề, hãy nhớ về thuở ban sơ của mình. Bạn cũng không khác gì như vậy. Đừng tỏ ra khó chịu ghét bỏ khi cha mẹ mình già yếu, bệnh tật. Sinh lão bệnh tử, con người không ai thoát khỏi quy luật tự nhiên ấy. Khi cha mẹ còn trẻ, họ chăm sóc bạn từng ly từng tí, ở bên bạn khi bạn ốm đau. Lúc họ về già, đây là lúc quay lại vòng tuần hoàn ấy. Đừng tính toán chia ly tiền bạc với mẹ cha. Hãy nhớ câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Mà đừng làm buồn lòng cha mẹ, đừng hỗn láo và có những lời nói cay cú khó nghe với người đã sinh ra mình. Đừng vì bênh vực vợ chồng con cái mà xa lánh ruồng bỏ cha mẹ. Cha mẹ giàu nghèo, và dù là như thế nào đi nữa, thì cũng là người đã tạo ra chúng ta. Khi cha mẹ rời bỏ ta để trở về với cát bụi, chúng ta chính thức trở thành những đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nhưng lại không thể cùng ta đi đến cuối con đường. Đó chính là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đến một ngày nào đó, khi chúng ta trở về nhà và gọi cha mẹ, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng tràn ngập trong căn phòng trống không. Khi đó chúng ta mới cảm thấy những lời cằn nhằn, những lời trách mắng, những lời yêu cầu tưởng như phiền hà xưa kia, hóa ra lại là một sự may mắn rất lớn. Và chỉ khi đã từng ngồi chờ trong căn phòng hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, và chỉ khi đã từng đến viếng một người thân quen sắp rời bỏ cuộc đời, và chỉ khi đã từng trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh, để hiểu được sự mong manh của đời người, chúng ta mới thấu hiểu hết ý nghĩa của cha mẹ trong cuộc đời của mình. Nhà chỉ có hai người già. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, cả đời ta làm lụng vất vả để lo cho gia đình và nuôi dạy con cái khôn lớn. Thời gian vút qua thật nhanh, ngoảnh lại đã tuổi xế chiều. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn hai ông bà già trong căn nhà sớm tối có nhau. Hôm nay các bạn hãy cùng nghe những câu chuyện tuổi già có bóng hình của chúng ta trong đó. Câu chuyện thứ nhất, nhà chỉ còn hai người già hù hỉ có nhau. Ông đã 78 tuổi, bà 70 tuổi. Lúc này ông bị lẫn, làm gì cũng chậm và sai sót. Bà vẫn khỏe, nhưng bắt đầu cảm thấy khó chịu, bực bội hay cằn nhằn chê trách ông đủ điều. Tâm sự với hàng xóm, bà nhận được lời khuyên như sau. Nhà chỉ còn có hai người già thôi mà. Sáng đi ra cũng gặp ông, chiều đi vô cũng là bà, có ai khác đâu. Chỉ có hai đứa con gái thì nó phải lo cho chồng, ba thằng con trai thì lo cho vợ. Chị chỉ còn duy nhất thằng con trai già này mà thôi. Bây giờ chị có giận, có chửi, có buồn chán nó cũng không có bỏ chị. Chứ ba thằng con trai kia nó bên vợ và sẵn sàng bỏ chị để theo vợ nó. Còn cái thằng con trai già này nó sẽ không bao giờ rời xa chị. Bởi vì chị biết sao không? Vì cha mẹ, anh em của nó không còn nữa. Nó chỉ còn có chị. Nó thương chị mấy chục năm, bỏ cha bỏ mẹ mà theo chị sống. Giờ chị có khó khăn phiền trách cỡ nào, nó cũng nhường nhịn chị hết. Chị ơi, có trước thì có sau. Mấy mươi năm anh lo cho chị, thì bây giờ anh già yếu rồi. Chị nghĩ đi, anh mà nằm xuống, thì thử hỏi ba thằng con trai chị gom lại, có lo cho chị được bằng anh ấy đâu. Lúc đó rồi chị buồn, chị nhớ anh, chị tiếc. Vợ chồng già hù hỉ có nhau, hy sinh cho nhau,
vui buồn sẻ chia cùng nhau. Bà về nhà không cằn nhằn ông nữa. Mấy hôm bà bệnh, ông chăm sóc cho bà rất chu đáo. Nhìn thấy ông ngồi ăn cơm một mình, nhớ lại hồi nào hai vợ chồng cùng ngồi ăn chung. Rồi bây giờ mình đau nằm một chỗ, ông ngồi ăn cơm có mình. Bà rớt nước mắt, thương ông quá đỗi. Câu chuyện thứ hai, nhà chỉ có hai người già nên thấy sống vì nhau. Đôi vợ chồng già sống hạnh phúc và bình yên trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Niềm vui của họ là cùng nhau chăm sóc cái vườn nhỏ trồng hoa hồng. Ông cụ chăm sóc vườn rất cẩn thận. Những bông hoa đẹp nhất sẽ được hái để bà cụ cắm qua sở thích lâu nay của bà. Trong mắt mọi người, ông bà là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh. Vị khách nào đến chơi cũng được tặng một đóa hồng tuyệt đẹp mang về. Mùa xuân năm đó, ông cụ qua đời. Tất cả con cái tụ họp bên mẹ và nói: "Chúng con biết mẹ rất thích trồng hoa hồng. Vậy chúng con sẽ thay cha chăm sóc vườn hoa cho mẹ." Người mẹ mỉm cười: "Cảm ơn. Nhưng các con không cần phải làm như vậy đâu. Thật ra mẹ không hề thích hoa hồng. Nhưng vì cha các con thích trồng hoa nên mẹ mới làm như thế." Những người con thật ngỡ ngàng vì trước khi cha mất, ông đã từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng hoa hồng. Ông làm điều đó chỉ vì vợ ông thích trổ tài cắm hoa. Một câu chuyện vui về tình yêu đẹp của đôi vợ chồng già dành cho nhau trong những năm cuối đời. Nhà chỉ có hai người, họ đã sống cả đời vì nhau và sẵn sàng chấp nhận làm điều mình không thích chỉ vì muốn bạn đời vui lòng. Câu chuyện thứ ba, nhà chỉ có hai người, hãy dành hết tình thương cho nhau. Một cặp vợ chồng già không có con. Lạ một điều, chưa bao giờ ông bà cảm thấy buồn vì nhà thiếu vắng tiếng trẻ bi bô như người ta vẫn thường nói. Họ có một mảnh vườn nhỏ để cùng nhau chăm sóc. Dù không con cái, nhưng ông bà rất thích trẻ con và hay được trẻ con vây quanh. Với bạn bè, ông bà thường kiên nhẫn lắng nghe những thành tựu, những lo âu, những mệt nhọc khi họ chăm sóc con cái của mình. Xóm giềng xung quanh biết ông bà không có con nên rất ít ai thắc mắc và hỏi tại sao nhà chỉ có hai người già thôi mà. Với những người thân thiết, ông bà vui vẻ nói: "Mình không có con, để mọi người tự nhiên chia sẻ những hạnh phúc về con cái của mình." Ông bà chưa bao giờ có cái cảm giác thua kém hay cuộc sống của mình không được trọn vẹn khi nhìn thấy bạn bè nói về con cái của họ. Vài người ái ngại hỏi rằng: "Không con cái, mai này về già ai chăm?" "Vợ chồng tôi không sợ điều này. Vì bao năm nay mình tự chăm sóc cho nhau được, thì khi về già chúng tôi sẽ có cách để thích nghi với cuộc sống. Mình không trồng cây, không mong chờ đến ngày hái quả, thì chúng tôi sẽ không hụt thẫng khi về già." Được hỏi là có buồn không khi chỉ có hai vợ chồng chung sống với nhau, ông nói: "Tôi không có con nên tôi không thể nào hiểu được niềm vui hay hạnh phúc của những người làm cha mẹ bồng bế chăm bẵm con cái trên tay. Ngược lại, người không có con không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc của việc không vướng bận về con cái và được sống tự do theo ý của mình. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Có lẽ vì không vướng bận con cái, chúng tôi dành toàn bộ thời gian và tình yêu cho nhau." Câu chuyện thứ tư, nhà chỉ có hai người, xin hãy trân trọng nhau. Ông đã 90 tuổi và vợ 80 tuổi, chung sống với nhau tại một viện dưỡng lão. Cặp vợ chồng già này đã trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời, cho đến giờ vẫn luôn chăm sóc và quan tâm với nhau như thời còn son sắc, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ông bà có 4 người con và họ cũng muốn đón ông bà về chung sống. Kinh tế khá giả nên ông bà chọn cách vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già, không muốn làm phiền đến các con và được chăm sóc tốt hơn về sức khỏe. Cùng làm bạn với những người già khác trong viện dưỡng lão, thỉnh thoảng những người con cũng vào thăm bố mẹ. Những phút giây gặp gỡ các con, các cháu cũng làm họ vui suốt cả tuần. Họ xem viện dưỡng lão như nhà của mình, một căn nhà chung có nhiều người già,
một căn nhà riêng chỉ có hai vợ chồng già chúng tôi. Bà không ngại khi bày tỏ tình cảm của mình và sẵn sàng nói tôi yêu ông ấy lắm. Bà thuộc hết từng sở thích của chồng bà, như thích chụp ảnh, viết văn, đánh đàn và làm từ thiện. Hai ông bà đã sống ở đây được vài năm. Mỗi khi tới giờ ăn, họ lại gọi nhau cùng đi ăn. Khi một trong hai người có vấn đề về sức khỏe, là người kia lo lắng, hết lòng chăm sóc cho nhau. Nhìn cách ông bà chăm sóc nhau, ta hiểu hết câu nói răng long đầu bạc mà các cụ ta thường nói. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua bao gian khó và luôn dành sự trân trọng cho nhau, nên cuộc sống dù ở tuổi nào vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Câu chuyện thứ năm, nhà chỉ có hai người, xin đừng oán giận nhau. Hai vợ chồng vào khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư xin ly hôn. Vị luật sư ngạc nhiên không hiểu vì sao sống chung 40 năm đến 70 tuổi mà vẫn còn muốn ly hôn. Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng già này luôn hục hặc và cãi nhau. Họ chịu đựng được như vậy là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn và có gia đình riêng, vợ chồng già không còn điều gì lo lắng nữa. Họ muốn tự do sau những năm tháng không hạnh phúc, đồng ý ly hôn và tiến hành các thủ tục. Cụ bà vừa ký và nói: "Tôi thực sự rất yêu ông ấy, nhưng tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi xin lỗi." "Không sao cả, tôi hiểu," cụ ông nói. Bữa ăn cuối cùng, trên bàn ăn cụ ông đều chiều chuộng và biết rõ sở thích ăn uống của bà. Còn bà thì biết rõ tính cách của ông. Họ hiểu nhau từng chút một, nhưng vẫn quyết định chia tay nhau. Nhà chỉ có hai người già, chia tay rồi sẽ sống như thế nào đây? Lấy ai chăm sóc khi tối lửa tắt đèn, khi ốm đau bệnh tật? Con cái ở xa không trông chờ vào chúng được. Ông buồn phiền, bà thì phiền muộn. Vì sao lại xảy ra như thế? Sống cùng nhau dù trái tính trái nết, cự cãi cho vui nhà vui cửa, chứ có chuyện gì to tát lắm đâu mà phải chia tay nhau. Chia tay nhau rồi thì buồn lắm. Tối hôm đó họ đều trằn trọc không ngủ. Ông vẫn yêu thương, bà muốn quay lại và nói lời xin lỗi. Ông gọi điện tiếng chuông reo vang, bà cụ vẫn nằm thao thức. Bà rất thương ông, nhưng nghĩ rằng ông không hiểu bà và mặc cho chuông reo vang. Bà không muốn ngắt máy vì biết đó chính là ông gọi. Nhưng bà không nhớ là ông bị đau tim. Sáng hôm sau bà nhận được tin là ông đã mất. Bà lao đến nhìn thấy ông nằm trên giường, tay giữ chặt chiếc điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim khi cố gọi cho bà. Nước mắt tuôn rơi. Bà cảm thấy thương ông hơn bao giờ hết, hối hận và muốn nói lời xin lỗi. Nhưng ông đã không còn có thể nghe được nữa rồi. Họ muốn chia tay nhau và bây giờ đã thực sự mất nhau vĩnh viễn, không bao giờ có cơ hội để quay trở lại. Câu chuyện thứ sáu, nhà chỉ có hai người già, hãy tha thứ cho nhau. Ông bỏ bà mà đi nước ngoài. Lúc ấy họ đã có 6 đứa con. Một mình bà trèo trống nuôi con bằng đồng lương giáo viên còm cõi. Một thời gian, ông hưu trí và trở về nước. Cuối đời ông sống cô độc, không còn ai bên cạnh, muốn ở lại Việt Nam để sống. Những ngày tháng cuối cùng ông đến thăm bà và các con, nhưng không được chấp nhận. Sự căm hận trong lòng bà vẫn còn đó. Sự có mặt của ông làm khơi thêm nỗi đau đằng đẵng bao nhiêu năm nuôi con một mình. Ông hiểu điều đó, biết mình có lỗi là phụ bạc vợ con và muốn bù đắp, nhưng chỉ nhận lại được sự xa lánh và thù hận. Thời gian ở Việt Nam, ông thuê nhà trọ ở và tự ăn uống sinh hoạt một mình ở tuổi 80. Nhìn ông sống trong cô đơn tàn tạ, ai cũng nghĩ rằng ông rất nghèo khổ và đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Lúc sức khỏe suy yếu, một mình không ai chăm sóc, ông mong muốn được nương náu vào chùa để nghe kinh niệm Phật, ngủ một giấc mà ra đi thật nhanh. Rồi ông quyết định vào sống trong trại dưỡng lão. Lúc sắp chết, ông trăng trối qua điện thoại: "Tôi đã biết lỗi và xin bà tha thứ. Tôi sắp ra đi mãi mãi, không thể gặp lại bà và các con nữa. Bà có đồng ý tha thứ cho tôi không?" Bên kia đầu dây bà cũng nằm bất động vì bệnh nặng, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn. Khi nghe lời ông nói, bà đã khóc và khẽ gật đầu.
Thế là ông ra đi trong thanh thản. Những ngày sau bà cứ nằm đấy mà khóc mãi trong lòng căm giận ông. Nhưng khi biết ông không còn trên cõi đời này nữa, bà cảm thấy ngậm ngùi thương xót. Ông chết để lại một số tiền mà ông đã dành dụm cả đời gửi trong ngân hàng. Ông viết di chúc gửi hết cho bà, với mong muốn con cái dùng số tiền này để chăm sóc cho bà đến cuối cuộc đời. Và bà đã sống được đến hơn 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, cũng nhờ vào những đồng tiền đó. Câu chuyện thứ 7, nhà chỉ có 2 người, hãy sống vì ân vì nghĩa. Ông 80 tuổi, bà 76 tuổi, sống với nhau đã 58 năm. Tình yêu của ông bà thật xúc động, đúng là con trăm trang ngàn lần không bằng bà trăm. Ông bà sống với nhau gần hết cả cuộc đời, có ai hiểu nhau bằng người bạn đời của mình. Có những thứ mất đi rồi không bao giờ trở lại được. Nhà chỉ có 2 người, không chăm sóc lo cho nhau thì ai lo. Bà bệnh nặng, ông đưa bà hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhiều lần tưởng bà đã không qua khỏi, con cháu không ai dám khóc vì sợ ông lo lắng. Gần một tháng trời khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bà bao giờ cũng là ông có mệt không? Ông đã ăn gì chưa? Ông cố lên nhé. Ông đã quá khó nhọc về tôi rồi. Có lúc bà bớt mệt, ông tranh thủ về qua nhà. Ông mới về được khoảng vài tiếng mà bà phải hỏi đến 5-6 lần, cha các con đâu? Cha các con đã lên chưa? Người con bảo rằng, cha con sắp lên rồi, mẹ nhớ cha lắm phải không? Bà gật đầu. Tình cảm phải thật, phải trân trọng, gần 60 năm bên nhau họ vẫn yêu nhau như thế. Gần một tháng trời bà nằm viện, ông không rời nửa bước. Con cái bắt về nhà nghỉ ngơi cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất được nghe từ ông là chỉ cần mẹ con còn sống, còn đau yếu thế nào, cha cũng hầu được. Vất vả thế nào cha cũng chịu được. Đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì và mong gì. Là khi tay này có lạnh có run thì vẫn đầy hơi ấm của bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần cây gậy chống thì tốt nhất luôn là một người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình. Chuyện nhà chỉ có 2 người già, có hình bóng chúng ta trong đó phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn bình an trong cuộc sống. Lúc gần đất xa trời, làm tốt 3 điều này còn hơn là trông chờ vào con cháu. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong mắt nhiều người, khi về già thường sẽ có ý nghĩ sẽ dựa vào con cái. Cho dù hiện nay có rất nhiều gia đình, con cái không muốn nuôi cha mẹ khi về già, nhưng đó chung quy vẫn chỉ là nghĩa vụ. Nhiều người già còn cảm thấy rằng việc dựa vào con cái sẽ không làm họ phải xấu hổ. Con cái nuôi được họ chứng tỏ chúng đều thành đạt và có điều kiện, đủ sức lo cho cha mẹ mình, phải hãnh diện mới phải. Ở cùng con cái, người già sẽ không phải lo cơm ăn, nước uống. Nhưng ngược lại, họ phải dựa hoàn toàn vào con cháu. Kết quả nhiều trường hợp đã chứng minh rằng việc dựa vào con cái là điều không nên. Tốt nhất nên dựa vào chính bản thân mình là hơn. Một ví dụ điển hình đó là trường hợp của bà Hân, 73 tuổi. Bà mắc bệnh hiểm nghèo cách đây 2 năm. Từ lần đó bà nhìn rõ thực tế cuộc sống sau này của bản thân bà khi về già. Nên bảo vệ 3 điều này còn hơn là trông chờ vào con cháu. Tại sao bà lại cảm thấy rằng việc dựa vào con cái là vô ích? Khi về già cần phải bảo vệ điều gì? Bà Hân kể rằng, năm nay tôi đã 73 tuổi và quá chồng được 13 năm. Trước khi chồng qua đời, cuộc sống của hai chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Chúng tôi có 2 con trai và 1 con gái. Chúng đều đã có cuộc sống tốt và ổn định, chung sống và làm việc ở trên thành phố. Nhưng quãng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu. Về hưu được 5 năm thì chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
từ đó tôi sống một cuộc sống cô đơn lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo. Trước đây tôi cảm thấy sức khỏe của mình khá tốt, cộng với lương hưu hàng tháng. Tôi có thể tự lo được cho bản thân mình, dù không có chồng ở bên cạnh. Sau cái chết của chồng, người gây tai nạn đã đưa cho tôi 300 triệu bồi thường, cùng với 200 triệu mà chồng tôi tiết kiệm từ trước tới nay để lại. Nhưng tôi vẫn không hề thấy yên tâm. Quãng đời còn lại rất dài. Tôi sống một mình thì tiền cũng có ích gì nữa. Nhiều người cười và bảo tôi rằng không biết sướng, bảo rằng có nhiều tiền mà không biết dùng. Họ bảo tôi nên ăn uống, đi du lịch, mua sắm, thuê người giúp việc. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống tuổi già này thuộc về mình. Tôi luôn nghĩ rằng con cái sẽ là chỗ dựa. Nhưng chỉ khi gặp chuyện tôi mới biết chúng đều là những con người tham lam và ích kỷ. Sau khi chồng mất, tôi cố gắng trấn an mình để có thể quán xuyến gia đình tốt. Và tình cảm mẹ con không bao giờ rạn nứt. Tôi sẽ đồng ý vô điều kiện mọi yêu cầu của con cái. Hai đứa con trai đổi nhà cách đây nhiều năm. Chúng đòi tôi hơn 200 triệu. Con gái duy nhất của tôi mua xe hơi. Tôi trợ cấp thêm hơn 100 triệu nữa. Còn những chi phí sinh hoạt thường ngày cho các cháu, tôi cũng là người lo toan. Tôi chỉ hy vọng mình đối xử với chúng tốt để sau này khi về già, chúng có thể đối xử với mình cũng tốt như vậy. Về già sẽ không phải khổ. Tôi thấy việc làm của tôi rất đúng đấy chứ. Những năm tháng sau khi chồng tôi đi, các con đều hiếu thảo với tôi. Ba đứa con lần lượt đưa tôi về nhà chăm sóc. Ban đầu chúng thống nhất rằng tôi sẽ ở lại nhà hai con trai mỗi nhà 5 tháng, sau đó sang nhà con gái ở 2 tháng. Chúng bảo để tôi tự lựa chọn và ở lại bao lâu tùy thích. Sau một thời gian dài chung sống với các con, tôi thấy việc này không có gì là hạnh phúc và vui vẻ cả. Khi con trai và con gái đưa tôi về ở cùng, chúng nói là để tôi có cuộc sống nhàn nhã về già. Nhưng thực tế tôi không thấy được cách thoải mái bằng việc ở một mình trong căn nhà cũ. Ngoài việc bị con rể đối xử với tôi như cách trong thời gian đó, khi sang nhà con trai, tôi lại phải chịu đựng rất nhiều điều. Ở nhà con trai lớn, hàng ngày con dâu giao cho tôi rất nhiều việc phải làm. Lúc đầu con trai đưa tôi 5 triệu một tháng để chi tiêu cho gia đình. Nhưng vài tháng sau, con trai thấy tiền lương hưu của tôi có nhiều. Nó bắt đầu than khóc kể lể, nhờ tôi lo giúp tiền sinh hoạt hàng tháng. Tôi mềm lòng nên đã đồng ý. Sau này nó chỉ đưa tôi đúng 2 triệu bạc, còn lại tôi trả. Càng về sau nó càng đưa ít dần, thậm chí còn chẳng đưa đồng nào. Tôi đành âm thầm tự lo hết. Chẳng những thế, con dâu và con trai luôn cố gắng chiều lòng tôi, chỉ để tôi đứng ra lấy tiền mua sắm đồ đạc trong gia đình. Đến khi chuyển sang nhà con trai út cũng vậy. Nhưng đứa con trai này của tôi còn lừa tiền của tôi nhiều hơn cả con trai cả. Tôi vừa chuyển sang chưa được bao lâu, nó đã bảo cần tiền đầu tư vào dự án, nên muốn tôi đưa cho nó khoảng 200 triệu đồng. Nhưng số tiền trước nay tôi có đều đã chia cho chúng và chi tiêu hết khi ở nhà con trai cả rồi còn đâu. Làm sao có thể lấy lại được? Cậu con trai út thấy tôi bảo không có tiền, nó bắt đầu bảo bán căn nhà cũ. Dù gì căn nhà đó một năm cũng chỉ có vài lần. Giờ chúng nó thay phiên nhau chăm sóc tôi, nên bán nhà càng sớm càng tốt để được giá. Có tiền rồi thì chia cho anh em chúng còn làm ăn. Chúng giàu lên thì cuộc sống của tôi cũng tốt đẹp hơn mà thôi. Mặc dù lúc còn sống, chồng tôi có bàn rằng sẽ bán nhà để ở với con trai sau khi về hưu. Nhưng khi chồng tôi mất, tôi không có ý định muốn bán nữa. Dù sao hai vợ chồng tôi đã tốn bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt của một đời người mới có thể mua được căn nhà này. Đây là nơi duy nhất của chúng tôi có thể ở. Nếu bán đi rồi, những dịp lễ muốn về quê thì sẽ không biết ở đâu cả. Tôi từ chối yêu cầu của con trai. Nhưng điều tôi không ngờ là con trai út không cam lòng. Nó còn kéo theo vợ chồng con trai cả đến bắt tôi phải bán nhà. Tôi nhất quyết không bán. Để xoa dịu tâm trạng của ba đứa con,
tôi đưa cho mỗi đứa 50 triệu và nói dối rằng chỉ còn 200 triệu mà thôi. Điều này đã xua tan ý định bán nhà của chúng. Những tưởng tôi có thể yên tâm mà sống, nhưng sau một trận ốm nặng tôi mới thấy rõ thực tế. Cách đây 3 năm, tôi bị ngã, khiến tôi bị nhồi máu não. May mắn là có người qua đường đưa tôi vào viện kịp thời. Tôi phải hạn chế vận động, không cử động được phần tay chân, không thể làm được nhiều việc. Vì vậy tôi không những không thể làm được việc nhà, mà còn cần người khác chăm sóc. Lần này vì biết tôi không giúp được nữa, những đứa con trở nên coi thường tôi. Ngay cả hai đứa con dâu ngày càng không hài lòng về tôi. Chúng còn luôn miệng bảo tôi làm chúng khổ, còn phải phục vụ tôi hàng ngày như người hầu. Vốn dĩ bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi, chăm sóc tốt thì mới có thể phục hồi được. Nhưng tôi ở nhà con trai mà thường xuyên bị mắng nhiếc, đay nghiệt, có lẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh nhồi máu não không tốt hơn. Sau đó ít lâu, chúng muốn gửi tôi vào viện dưỡng lão. Tôi thì không thích một chút nào. Vào đó chẳng khác nào nhốt tôi vào nhà tù, không thể đi đâu được. Vì vậy tôi quyết định về quê ở, rồi thuê một người giúp việc cho thoải mái. Lúc đầu chúng e dè và bảo tôi ở một mình, cũng không cần quá nhiều tiền làm gì, nên hãy đưa cho chúng. Tôi thì đã nhìn thấu những đứa con của mình. Cho dù tôi có cho chúng thêm tiền, nhưng chúng vẫn sẽ không coi trọng tôi. Thậm chí chúng có thể lấy tiền rồi nhanh chóng xem tôi như người ngoài mà thôi. Tôi đã quá hiểu rõ chúng khi sống cùng rồi. Hàng ngày tôi bỏ tiền ra và phục vụ chúng như ô xin. Đổi lại chúng chẳng xem tôi là mẹ bao giờ. Tôi nằng nặc đòi về quê tĩnh dưỡng. Tôi còn bảo sẽ tự thuê người giúp việc. Chúng không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp. Chưa đầy một năm sau khi về nhà, sức khỏe của tôi phục hồi nhanh chóng. Tôi đã đi lại được, tay chân cũng linh hoạt hơn, đã có thể làm một số việc nhà đơn giản. Sau trận ốm nặng như vậy, càng nghĩ, tôi lại càng thấy việc không bán nhà, không đưa hết vốn liếng của mình cho con là đúng. Nếu lúc này không có nhà, không có tiền, thì có lẽ tôi đã phải dựa dẫm vào con cái, suốt ngày phải sống trong sự đay nghiến giày vò của chúng. Khi về già, người ta đề phòng ba việc này còn hơn trông cậy vào con cái. Thứ nhất, giữ gìn tổ ấm xưa. Vàng bạc nhiều đến mấy cũng không bằng ngôi nhà mảnh đất do chính tay mình mà có. Về già nhất định phải giữ được nhà cũ của mình. Dù con cái rất điều kiện, có nhà có xe, sống thoải mái, nhưng hiện tại chúng đối tốt với mình, chưa chắc tương lai đã tốt. Khi về già, nếu sống cùng chúng, chẳng may ốm đau sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Con cái sẽ không ưa. Cuộc sống của bạn chưa chắc đã tốt đẹp. Thứ hai, giữ cái cũ. Tiền là nền tảng và phẩm giá của tuổi già chúng ta. Khi về già ai cũng sẽ mất đi sức khỏe, sẽ không còn khả năng tạo ra giá trị, không thể kiếm ra tiền, cũng chẳng thể giúp con cái nhiều. Nhất định chúng sẽ chán ghét chúng ta. Đây là thực tế. Cho dù là khía cạnh gia đình hay tình bạn, giá trị lợi ích của bạn tạo ra chính là yếu tố quyết định. Nếu không có nó, bạn sẽ mất đi một số mối quan hệ. Nếu không có tiền, thì sẽ mất đi chỗ đứng trong lòng con cháu. Vì vậy khi về già phải học cách ích kỷ, giữ lấy những gì mình có. Đừng tiêu hết tiền cho con cái, cũng đừng tiêu xài hoang phí. Tiết kiệm một chút chắc chắn sẽ có ích khi về già. Thứ ba, đó là giữ gìn sức khỏe tốt. Đây chính là tiêu chuẩn của hạnh phúc trong những năm tháng sau này. Những năm tháng sau này, bạn có thể không có nhiều tiền, bạn có thể sống một mình, nhưng không được ăn hại hay bệnh tật. Ngoài tiền bạc gia đình, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Khi về già mà không có sức khỏe, thì dù con cái có giàu có hiếu thảo đến đâu, cũng không cảm thấy hạnh phúc. Mà không phải cứ có tiền sẽ chữa được khỏi bệnh. Con cái dù hiếu thảo đến đâu, cũng sẽ thấy chán ghét và không ưa gì những người già nếu nằm trên giường bệnh dài ngày. Vì vậy, giữ cho mình vốn liếng, tổ ấm và sức khỏe là điều quan trọng nhất để đảm bảo được hạnh phúc khi về già.